Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online Lê Đô. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học chương trình môn toán lớp 6, sách kết nối tri thức với cuộc sống qua sách bài tập. Rồi trước hết là các em mở sách bài tập chương trình sách kết nối, trang 15-16, bài 4, phép cộng và phép trừ số tự nhiên. Ở đây các em có thể xem lại toàn bộ video của chương trình môn toán lớp 6, sách giáo khoa cũng như sách bài tập được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Rồi trước hết là các em làm bài 1.29. Áp dụng các tính chất của phép cộng để tính nhanh. Câu A, 21 cộng với 369 cộng với 79. Ở đây các em nhận thấy 79 mà cộng với 1 thì bằng 80. Vậy số 21 các em sẽ tách ra thành 20 cộng với 1. Ta thấy 79 cộng với 1 bằng 80. 80 mà cộng thêm 20 nữa thì bằng 100. Vì vậy mà các em sẽ kết hợp số 21 và số 79 lại với nhau. Cách để các em nhận biết chúng ta nên kết hợp hai số nào thì các em quan sát các chữ số hàng đơn vị của các số đó. Ví dụ ở đây các em nhận thấy hai chữ số hàng đơn vị của số 21 và số 79 là 1 cộng 9 bằng 10. Đúng không? 1 cộng 9 bằng 10. Thì đấy là dấu hiệu để các em nhận biết thôi. Chúng ta phân tích tiếp để có nên kết hợp hai số này lại với nhau hay không. Thì ta thấy 21 cộng với 79 bằng 100. Như vậy là chắc chắn là các em sẽ kết hợp hai số này lại với nhau. Các em dùng tính chất kết hợp của phép cộng. Trước khi kết hợp thì các em dùng tính chất giao hoán của phép cộng. Số 21 này các em giữ nguyên này. Các em áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng. Các em hoán đổi vị trí của 369 và 79 cho nhau. Mục đích để số 79 nó gần số 21. Sau đó là các em sẽ kết hợp hai số này lại với nhau. Được chưa? 21 kết hợp với 79. Được kết quả bao nhiêu thì các em mới cộng tiếp với số 369. Rồi 21 cộng 79 chúng ta vừa phân tích ở trên là bằng 100. 100 mà cộng với 369 thì dễ rồi. 100 cộng 300 bằng 400. Đúng không? Như vậy bằng 469. Tiếp theo các em sang câu B. 154 cộng 87 cộng với 246. Thì cách để chúng ta nhận biết là nên kết hợp hai số hạng nào lại với nhau thì các em quan sát các chữ số hàng đơn vị của chúng. Ở đây ta thấy 4 cộng với 6 thì bằng 10. Và chúng ta phân tích tiếp là có nên kết hợp hai số này với nhau hay không. Thì ta lại thấy 54 mà cộng với 46 thì nó bằng bao nhiêu? À, 54 cộng 46 bằng 100, đúng không? Như vậy là chắc chắn là các em sẽ kết hợp 154 và 246 lại với nhau. 54 cộng với 46 bằng 100. Rồi, hàng trăm thì là 100 cộng với 200 bằng 300. 300 các em cộng tiếp thêm với 100 của 54 và 46, đúng không? 300 cộng thêm 100 bằng 400. Chính vì điều này thì trước hết là số 154 các em giữ nguyên này. Các em áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng. Các em đổi vị trí của 87 và 246 cho nhau. Mục đích để số 246 nó gần số 154 để các em kết hợp. Được chưa? 154
kết hợp với 246 được kết quả bao nhiêu thì các em mới cộng tiếp với số 87 này. Rồi 154 mà cộng với 246 bằng 400. Em nào mà bảo là nhẩm như thế này thì nó vẫn khó thì thầy giáo sẽ phân tích cụ thể hơn ra. 154 thì bằng 150 cộng 4 này, cộng tiếp với 246 này. Rồi 87 thì vẫn cứ để nguyên ở bên ngoài đi. Đến đây thì các em đã thấy dễ chưa? 4 kết hợp với 246 này, 46 cộng 4 bằng 50. Vậy 4 cộng 246 thì bằng 250. 150 mà cộng với 250 thì các em có thể nhẩm được chưa? Dễ nhẩm chưa? 150 mà cộng với 250 có đúng bằng 400 không? Rồi còn em nào mà nhẩm được thì các em nhẩm luôn ở bước trên. Khỏi phân tích như thế này ra làm gì cho nó dài dòng. 400 mà cộng tiếp với 87 thì bằng 487 thôi. Được chưa? Rồi tiếp theo các em sang bài tập 1.30. Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng. Câu E. 1597 cộng với 65 thì chúng ta sẽ tính nhẩm bằng cách nào? Rồi ở đây các em nhận thấy này, số 97. Các em nhớ khi thực hiện phép cộng hay phép trừ thì chúng ta nên đưa về số tròn trục, tròn trăm cho nó dễ tính. Ở đây số 97, nếu các em thêm 3 đơn vị nữa thì chúng ta sẽ được số tròn trăm, đúng không? Như vậy 3 đơn vị đó thì các em lấy ở đâu ra? Các em tách ra từ số 65 này. Ta thấy 1597 cộng thêm 3 đơn vị nữa thì bằng 1600. 97 cộng 3 bằng 100. 1500 cộng thêm 100 bằng 1600. Được chưa? Vậy số 3 này các em lấy ở đâu ra để các em cộng cho 1597? Và tất nhiên là số 3 này các em phải tách ra từ số 65. 65 này các em tách ra thành 62 cộng với 3. Sau đó là các em lấy số 3 này, các em cộng cho số 1597. Được chưa? Rồi, 1597 cộng với số 65 thì các em tách ra thành 3 cộng 62. Bây giờ các em sẽ áp dụng tính chất kết hợp này. Các em sẽ kết hợp số 1597 với số 3. Được chưa? Sau đó là các em cộng với số 62. 1597 cộng 3 thì bằng 1600. 1600 mà cộng thêm 62 thì dễ rồi, bằng 1662. Rồi tiếp theo là các em sang câu B. 86 cộng với 269. Ở đây các em nhớ là khi cộng khi trừ thì chúng ta nên đưa về số tròn trục hoặc là số tròn trăm cho nó dễ thực hiện. 86 này thiếu 4 đơn vị nữa thì nó tròn 90, đúng không? 86 này nó thiếu 4 đơn vị nữa thì nó tròn 90. 90 lại thiếu 10 đơn vị nữa thì tròn 100. Tức là 86 phải cộng với 14 thì mới bằng 100. Chính vì vậy mà số 269 này, trước hết là các em sẽ tách ra 4 đơn vị để các em cộng cho 86. Tách ra 4 đơn vị thì còn lại là 265. Tức là 269 bằng 265 cộng với 4. Tiếp theo là số 265 này các em tách tiếp ra 10 đơn vị nữa. 265 bằng 255 cộng 10. Hai lần tách thì các em đã tách được là 4 cộng 10 bằng 14. Số 14 này các em cộng với số 86 thì có đúng bằng 100 không? Vì vậy thì chúng ta sẽ phân tích như sau.
Trước hết là 269. Các em tách ra thành 4 cộng với 265. Sau đó là các em sẽ kết hợp 86 với số 4. 86 cộng 4 thì bằng 90 rồi. 90 cộng với 10 bằng 100. Vì vậy số 265 này các em sẽ tách ra thành 10 cộng với 255. Bây giờ các em sẽ kết hợp 90 với 10. 90 cộng 10 bằng 100. 100 cộng thêm với 255 thì 100 cộng 200 bằng 300. Như vậy kết quả bằng 355. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập 1.31. Tính nhẩm bằng cách thêm vào số hạng này và bớt ở số hạng kia cùng một số. Câu E, 197 cộng với 2135. Ở đây thầy giáo có ví dụ phép tính đơn giản thôi. 8 cộng 4. Để dễ nhẩm thì các em sẽ đưa về số tròn trục cho dễ nhẩm. Ta nhận thấy 8 cộng với 2 bằng 10. Vậy số 2 này các em lấy ở đâu ra? Số 2 này các em bớt ra từ số 4 này. 4 trừ đi 2, tức là các em bớt ra 2 đơn vị để các em cộng cho số 8. 8 cộng với 2 thì 4 phải bớt đi 2. Được chưa? Ở đây 8 cộng với 2 thì 4 phải bớt đi 2. 8 cộng 2 bằng 10. 10 cộng với mấy? Ở đây 4 trừ 2 bằng 2. 10 cộng 2 bằng 12. Tương tự, ở phép tính này cũng vậy. Để thuận tiện thì các em sẽ đưa về các số tròn trục cho nó dễ nhẩm. Ta thấy 197 cộng thêm 3 thì bằng 200. Vậy các em lấy 197 cộng với 3. Số 3 này các em lấy ở đâu? Các em lấy ra từ số 2135 này. Đúng không? 197 cộng với 3 thì 2135 phải bớt đi 3. Bớt đi 3 để cộng cho số 197 này. 197 cộng 3 bằng 200. 2135 trừ đi 3 bằng 2132. Rồi dễ chưa? Đến đây các em cộng hàng trăm này. 200 cộng 100 bằng 300. Các hàng còn lại là giữ nguyên. Đúng không? Như vậy chúng ta được kết quả là 2332. Tiếp theo các em sang câu B, 1989 cộng với 74. Ở đây các em làm như thế nào? Trước hết là chúng ta nhận thấy 89 cộng với bao nhiêu thì chúng ta được số tròn trăm. À, 89 mà cộng với 11 thì bằng 100. Vậy 1989 các em cộng thêm 11. Số 11 này lấy ở đâu? Số 11 này các em phải bớt ra từ số 74. Được chưa? Số thứ nhất cộng với 11 thì số thứ hai các em phải trừ đi 11. 989 cộng với 11 thì bằng 1000. 1000 cộng với 1000 bằng 2000. Chỗ này là 74 trừ đi 11 thì bằng 63. 2000 cộng với 63 thì bằng 2063. Rồi đơn giản như vậy thôi. Rồi tiếp theo là các em sang bài 1.32. Tính nhẩm bằng cách thêm hoặc bớt số bị trừ và số trừ cùng một số. Câu A là 876 trừ đi 197 bằng bao nhiêu? Ở đây thầy giáo có ví dụ những phép tính đơn giản như sau. 5 trừ 2 bằng 3. Bây giờ nếu các em thêm vào số bị trừ là 1 đơn vị, đồng thời các em cũng thêm vào số trừ là 1 đơn vị, thì hiệu vẫn bằng 3. 5 thêm 1 bằng 6. 2 thêm 1 bằng 3.
ta có 6 trừ 3 vẫn bằng 3. Rồi các em lấy thêm một ví dụ nữa. Các em thêm vào số bị trừ 2 đơn vị, đồng thời cũng thêm vào số trừ 2 đơn vị, thì hiệu vẫn bằng 3. 5 thêm 2 bằng 7, 2 thêm 2 bằng 4, 7 trừ 4 bằng 3. Rồi, 5 thêm 3 bằng 8, 2 thêm 3 bằng 5, 8 trừ 5 vẫn bằng 3. Áp dụng tính chất này thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính là 876 trừ đi 197 như sau. Để trừ thuận tiện thì các em nên đưa về phép tính là trừ cho số tròn trăm hay là số tròn trục. Ta nhận thấy số trừ là 197, thiếu 3 đơn vị nữa thì nó bằng 200. Như vậy là các em sẽ cộng cả số bị trừ và số trừ với số 3. Ta lấy 876 cộng thêm 3 thì 179 các em cũng phải cộng thêm 3. 876 cộng 3 bằng 879. 197 cộng 3 bằng 200. 879 mà trừ đi 200 thì dễ rồi, các em trừ hàng trăm thôi, còn hàng chục và hàng đơn vị thì các em vẫn giữ nguyên. 800 trừ 200 bằng 600, tức là kết quả bằng 679. Được chưa? Rồi tiếp theo là các em sang câu B. Một nghìn chín trăm chín mươi bảy trừ đi 354. Thì để thuận tiện, các em sẽ đưa về phép tính là trừ cho số tròn trăm. 354, các em bớt đi 54 đơn vị thì các em sẽ được số tròn trăm, đó chính là 300. Số trừ bớt đi 54 thì số bị trừ cũng phải bớt đi 54 thì hiệu nó mới không thay đổi. Thầy giáo ví dụ 9 trừ 6 bằng 3. Bây giờ các em bớt đi ở số bị trừ và số trừ một đơn vị. 9 bớt 1 còn 8, 6 bớt 1 còn 5, 8 trừ 5 vẫn bằng 3. Được chưa? Rồi tiếp theo, 9 các em bớt đi 2 đơn vị, 6 các em cũng bớt đi 2 đơn vị. 9 bớt 2 còn 7, 6 bớt 2 còn 4, 7 trừ 4 vẫn bằng 3. Áp dụng tính chất này thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính là 1997 trừ đi 354. Các em bớt cả số bị trừ và số trừ đi 54 đơn vị. Một nghìn chín trăm chín mươi bảy trừ 54 thì bằng bao nhiêu? Bằng 1943, đúng không? 97 trừ 54 bằng 43. Rồi 354 mà trừ đi 54 thì bằng 300. Đến đây các em trừ cho 300 thì dễ rồi, các em chỉ việc trừ hàng trăm thôi, còn các hàng khác thì các em vẫn để nguyên. 900 trừ 300 bằng 600. Vậy kết quả bằng 1643. Tiếp theo các em sang bài tập 1.33, tìm số tự nhiên x biết. Câu A, x cộng với 257 bằng 981. Rồi câu này thì dễ rồi, các em chỉ việc ôn lại ở chương trình môn toán tiểu học thôi. Ở chương trình môn toán tiểu học thì các em đã biết là số hạng bằng tổng trừ đi số hạng kia, đúng không? Ở đây muốn tìm x thì các em phải xác định được x nó đóng vai trò như thế nào trong phép tính này. Chúng ta có một tổng, x là số hạng, 257 là số hạng, 981 là tổng. Vậy muốn tìm x thì các em lấy tổng trừ đi số hạng kia. Tổng là 981 này, các em trừ đi số hạng còn lại là trừ đi 257. Rồi để thực hiện phép tính này thì các em có thể tự tính được, thầy giáo sẽ không phân tích nữa. Bằng 724. Tiếp theo các em sang câu B. Trong câu B này thì x đóng vai trò là số bị trừ, 546 là số trừ và 35 là hiệu. Muốn tìm số bị trừ thì các em làm thế nào? Các em lấy hiệu cộng với số trừ thôi. Hiệu là 35.
cộng với số trừ ở đây là 546. Và kết quả bằng 581, đúng không? Tiếp theo các em sang câu C, 721 trừ x bằng 615. Thì trong phép tính này x đóng vai trò là số trừ. Muốn tìm số trừ các em làm thế nào? Các em lấy số bị trừ trừ đi hiệu. Số bị trừ là 721, trừ đi hiệu là 615. Rồi x bằng bao nhiêu? Các em tính được x bằng bao nhiêu? À, x bằng 106, đúng không? Rồi tiếp theo là các em sang bài tập 1.34, tính tổng. Câu E. Để thực hiện phép tính tổng như thế này thì các em sẽ quan sát và phân tích để chúng ta nhóm những số mà khi cộng với nhau chúng ta được số tròn trăm hay là số tròn trục. Thì cách để nhận biết hai số có thể nhóm được với nhau thì các em quan sát chữ số hàng đơn vị của chúng. Ta thấy 7 cộng 3 bằng 10. Như vậy là chúng ta thử phân tích xem là hai số này có nhóm được với nhau hay không. Ta thấy 17 cộng với 23 thì bằng bao nhiêu? Bằng 40, đúng không? 217 cộng với 223 thì bằng 440. Vậy chúng ta sẽ nhóm hai số này lại với nhau. Tiếp tục, ta thấy 9 cộng 1 bằng 10. 219 mà cộng với 221 thì cũng bằng 440. Vậy trước hết là các em sẽ kết hợp này. Và 219 kết hợp với 221. Được chưa? 215 thì tạm thời các em cứ để nguyên thôi. 217 cộng với 223 bằng 440. 219 cộng với 221 cũng bằng 440. Rồi đến đây, các em cộng hàng trăm trước này. 200 cộng 400 cộng 400 thì bằng 1.000, đúng không? 15 cộng 40 cộng 40 thì bằng 95. Vậy kết quả bằng 1.095. Tiếp theo các em sang câu B. Chúng ta có biểu thức S bằng. Ở đây các em chưa học tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Tức là A nhân với tổng của B cộng C cộng D cộng E bằng A nhân B cộng A nhân C cộng A nhân D và cộng A nhân E. Thì A nhân B cộng A nhân C cộng A nhân D cộng A nhân E nó giống như là 2 nhân 10 cộng 2 nhân 12 cộng 2 nhân 14 cộng với chấm 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 cộng với 2 nhân 20, đúng không? Bây giờ các em phân tích ngược lại, các em đưa số A này ra bên ngoài. Bên trong sẽ là tổng của B cộng C cộng D cộng E. Nhưng các em chưa học tính chất này thì các em chưa thể sử dụng được tính chất này. Vậy các em làm như thế nào? Vậy các em sẽ tách ra thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là 10 cộng 12 và cộng đến 20. Nhóm thứ hai cũng như vậy, đúng không? Ở đây ta có 2 nhân 10 này thì có đúng bằng 10 cộng với 10 không? 2 nhân 12 bằng 12 cộng với 12. 2 nhân 14 bằng 14 cộng với 14. Cứ như vậy, 2 nhân 20 thì bằng 20 cộng với 20. Như vậy là biểu thức S này các em sẽ tách thành hai nhóm giống nhau. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ phân tích tiếp. Rồi, trước hết là các em phải phân tích xem là từ số 10 đến số 20 này có những số nào. Ở đây toàn là những số chẵn thôi nha. 10, 12, 14, 16, 18, 20. Được chưa? Ta thấy này, 10 cộng với 20 bằng 30. 12 cộng 18 cũng bằng 30. 14 cộng 16 cũng bằng 30. Vì vậy là các em sẽ nhóm 10 cộng với 20 một nhóm, 12 cộng 18 một nhóm, 14 cộng 16 một nhóm. Đây là các em áp dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép cộng nha. Rồi tiếp theo là sang nhóm thứ hai thì các em cũng làm tương tự như thế này. 10 cộng 20 này, 12 cộng 18 này,
14 cộng với 16 này. Vậy chúng ta có tất cả là mấy nhóm? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nhóm đúng không? 6 nhóm đều có tổng bằng 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy các em sẽ viết gọn lại là 30 x 6. 3 x 6 bằng 18. 30 x 6 bằng 180. Được chưa? Rồi bài này nó hơi dài, thầy giáo sẽ chia làm 2 video. Các em có thể xem video tiếp theo, được đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Rồi bây giờ cũng là cuối video rồi thì các em có thể nhìn thấy danh sách phát và các em có thể vào xem. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online Lê Đô bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và chúc các em học tốt.